cái này là quan nhất, cái này là cái chỉnh áp mạnh yếu, bạn cùng trừ kim đồng hồ hai cộng nốt cùng trừ, bạn trừ là sẽ áp yếu, bạn tăng lên là nó áp tăng. Cái này dùng để xịt hóa chất, đóng chai hóa chất vào đây đấy, để xịt hóa chất. Khi cần muốn xịt hóa chất thì cắm ngoài là vào đây hóa chất. Rồi, ok, đây là nút thăm dầu, nút thăm dầu. Đây là nút thăm dầu, đấy. Nút thăm dầu sẽ có lỗ thoát dầu này. Trong đầu nó vào có chỗ lọc, có cái lưới lọc rác. Lưới lọc rác này tránh rác vào đây. Muốn tháo đầu dây ra, bóc vỏ. Bóc vỏ xài ra ra. Còn đây là đầu nước vào, trên đầu nước vào có cái lưới lọc này. Đấy, đầu nước lọc này có cái lưới lọc để lọc rác. Rồi, to nhỏ này, chỉnh này. Đúng rồi. Đó, ra này. Ra này. Ra. Kéo vào. Ra. Kéo vào. Cò máy tắt. Đó.
Bật lên. Chỉnh chuông. Về. Nhớ chỉnh nút này, kéo lên kéo xuống, đẩy lên kéo xuống.